một điều gì đó, chỉ muốn thấy nụ cười và hạnh phúc trên khuôn mặt của anh. Ok, à, mình chào lại tất cả bí chép tờ ganh tị đúng không? Con hấp hối ganh tị, không sợ đâm ế nhào qua nhào lại kiếm ăn đúng không? Đúng không? À, cảm ơn Bèo, cảm ơn tất cả đúng không? Hát rất là hay. Cái này là chỉ là chưa tập, cái này là bị mất hơi đó, giải phẫu quá mệt, xuống 5 kg mấy luôn mà, thành ra chưa có lại sức thôi. Chợ còn hay nữa, à được à. Bây giờ 10 ngón tay tình yêu đi, được không? Bây giờ 10 ngón tay tình yêu, được được được, vô. Bây giờ là 10 ngón tay nha, ok. Bài số 10 ngón tay, tèn 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 tèn, tèn 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 tèn, ok đợi mình chút. Hát bài 10 ngón tay tình yêu nha quý vị. 10 ngón tay em thọc lấy anh ngón trái tim em. 10 ngón tay em bọc lấy anh. Ok đợi chút, 10 ngón tay số 5. Ok đế đi vô. 10 ngón tay em đập chết anh, ngón trái tim em quăng hai bàn tay. Ngọn tiết tử. Ok thôi đấy. Nghe ta tưởng mình quá tai thì không. Ổ tâm cái. Ok dạ, thấy được anh. Được 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 được. Đợi mình cái là mình mời lên. Trước tiên là có trái tóc thơm. Mến chào toàn thể tất cả quý khách sạn. Có thấy trái tóc thơm không? Đây đây đây, có thấy không? Thank you.
Là nữ hoàng trà đá thơm thì sẽ thấy video clip của mình ngày hôm nay tặng cho tất cả những ai có lòng ái mộ trà đá thơm. Cảm ơn rất là nhiều những bông hoa và những khán giả đã đến với phòng hôm nay. Ok, và mình thấy rằng đó là có rất là nhiều bàn tay giơ lên, không biết là các bạn muốn lên trò chuyện đúng không? Bây giờ mình sẽ mời các bạn lên ý kiến ý cò cho vui nha. Hồi nãy giờ văn nghệ, bây giờ chúng ta tới giờ lên nói chuyện.